Cô ta là ai vậy? Anh ngoại tình đúng không? Tang chứng, nhân chứng rành rành, cô còn chối được hả? Bữa nay em có dẫn bạn tới đây để mình chơi tập thể luôn á. Em có biết là anh nhớ em lắm không? Em cũng nhớ anh chứ bộ. Vậy thì bữa nay hai đứa mình bù tới sáng luôn nha. Em có món quà này dành cho anh. Để em bật đèn cho. Chờ em chút. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái con nhỏ này. Giờ này mà còn làm việc gì nữa? Đi về ngủ đi. Anh, cô ta là ai vậy? Anh ngoại tình đúng không? Trời đất ơi, cái con nhỏ đó là ô xin của nhà anh đó. Nó đẹp vậy á, mà nó khù khờ. Nó vừa điếc vừa câm nữa. Ghen cái gì mà ghen bậy bạ à? Anh nói gì không đó? Thiệt, anh chỉ yêu một mình em thôi. Vậy em tạm thời tin anh đó nha. Thôi mình tiếp tục đi mà. Đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi? Vừa mới để đây đó mà. Đâu rồi? Nè, cái đồng hồ, sợi dây chuyền tôi vừa để trên phòng, mất tích thì để mất tiêu rồi. Hai người ai lấy trả cho tôi nha. Cái đồng hồ trị giá tới 2 tỷ lận chứ không phải ít đâu. Hả? Ừ. Chắc là anh cất ở đâu trong tủ hay két sắt đó chứ. Ai đâu lấy. Già cả rồi, lú lẫn là chuyện bình thường, kiểm tra lại đi. Anh đã kiểm tra kỹ rồi, lục tung hết phòng rồi. Không thấy là không thấy. Hai người có ai lấy á, trả cho tôi đi nha. Không á, tôi báo công an á. Em thề với anh luôn, em không có lấy. Trong nhà này chỉ có anh, em với nó. Nó lấy. Anh lục phòng nó đi, chắc chắn là nó lấy thôi. Ê, anh làm gì vậy? Em đâu có lấy đâu mà kiểm tra làm chi? Cái này cái gì đây? Cái gì đây? Thì ra là cô. Từ trước tới giờ tôi mất vài trăm vài triệu tôi không tính, vì đó là số tiền lẻ. Nhưng đây là số tiền rất là lớn, tôi không có bỏ qua cho cô đâu. Anh ơi anh tin em đi. Em không có lấy. Em không biết tại sao nó lại trong túi của em nữa. Em bị gài đó anh. Em không có lấy, anh tin em đi. Tang chứng, nhân chứng rành rành, cô còn chối được hả? Tôi dẫn cô lên công an. Tôi không bỏ qua chuyện này. Đi. Em có lấy. Đi. Em có lấy. Đi mà. Đi. Nhanh. Đi. 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 Em có lấy mà. Đi. Em sexy quá, đẹp quá, giống như hoa hậu vậy đó. Wow, lại có đầu tư thêm múa dây nữa hả?
anh chịu, anh thích em rồi đó. Nè, tối nay em là của anh đó nha. Em đang có trò chơi mới đúng không? Anh không ngờ nha, ô xin nhà anh á cũng lắm đó, nhưng mà anh thích, anh chịu lắm. Anh thích những cái trò bạo lực như thế này là em có trò gì cứ chơi hết ra đi, anh chơi luôn. Anh thích lắm đúng không? Bữa nay em có dẫn bạn tới đây để mình chơi tập thể luôn á. Ui đã ơi, tập thể hả? Để hôm nay tôi cho ông biết như thế nào là tập thể hả? Thì ra thì ra mày không có bị câm và điếc hả? Mày mở trói ra, mày mở ra. Mày không mở, tao kêu công an đó. Mở ra, mở ra. Vô đây. Ông ngon, ông kêu công an đi. Tôi sẽ cho tụi nó ông tại chỗ. Mật khẩu cắt sắt, tài khoản ngân hàng chị đã nhắn tin cho tụi cưng rồi đó. Đi đi. Dạ chị. Ai da. Tôi xin cô đó, thả tôi ra đi, thả tôi ra đi. Tôi không báo công an, thả tôi ra đi. Báo công an hả? Ông bây giờ như cá nằm trên thớt rồi. Tôi muốn thịt lúc nào tôi thịt. Bây giờ á, cưng ngoan á, nằm yên ở đây để chị đi dọn nhà giùm cưng nha. Bye bye. Cứu tôi với. Có ai? Có ai cứu tôi với?